tập thở đứng yếu thì lúc nào mệt á, trên cơ quan mà làm việc mệt thì anh có nhìn thở đứng yếu thì mới là khoai hơn, làm việc làm tốt hơn. Nhưng mà một thời gian cứ từ sáng và tối thì anh tập thì tóc bị mụn mọc thêm và bị viêm làm viêm á, xong hỏi thầy thì bảo giảm lại thì viêm nó có giảm đi, nó không bị viêm thêm nữa. Thì lúc mà em bị thở xong như vì anh thấy là cái huyệt khí hải của mình nhá, tức là khi mình cảm thấy ở đó có cái chi này nó muốn sự hưng phấn á, ở cái huyệt khí hải nó lan nó cũng vung vào tim này, mình cảm thấy nó kiểu phê phê một chút đó. Thì khi mà hít thở được ấm thì anh thấy hơi khó hơn một chút, cái hơi là dài hơn và cảm giác từ vùng họng của mình nó cũng có kim chỉ để vùng vùng móng vùng họng mà để vùng móng của mình như có kim chỉ. Và cái huyệt sau này của mình nó nóng lên, sau này nó nóng lên, có thể thở bên ấm nó khó cảm nhận hơn so với bên dưới. Em cảm thấy cơ thể mình ham nhiệt quá ham, nên thì thở bên dưới thì nó cảm nhận nó tốt hơn, khỏe hơn. Cảm ơn em, chúc mừng.